Lần tiên mình thấy một cái con có không biết đây gọi là bọ gì, không biết được em cắn, không biết nó ăn cái gì. Cặp nào nhìn y như trong phim. Con này nó sợ nhất là bị lật ngửa lại như này, xong nằm cục đấy nha. Lạ như sao nó to thế này mà nó lại sợ lật ngửa đấy. Kẹp luôn. Em nghĩ kia còn con bọ xéo mà.